Hello class, hôm nay thầy trò mình cùng ôn lại nội dung bài học của tuần này. Ok, nào, ask your partner. Thầy trò mình học về phần hỏi có bao nhiêu thì các em hỏi là how many cộng với cái danh từ mà các em muốn hỏi có bao nhiêu quyển sách thì các em nói là how many books. Được chưa? How many books? Chúng ta trả lời là one book. How many, tiếp tục nào, cái này chúng ta đọc là gì? Stars. Thế chúng ta hỏi là how many stars? Đúng không? One, two, three. Three stars. How many pencils? Đúng nhỉ? How many pencils? Đó. Four pencils. Đâu có để đếm. How many hearts? Two hearts. How many pens, đúng nhỉ? Có bao nhiêu cái bút? How many pens? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pens. How many rulers? 4 rulers. Đó. Đấy là cách mà chúng ta hỏi về how many. Để chưa nào, có hỏi có bao nhiêu thì các em nhớ thầy có hỏi how many, có bao nhiêu cái gì thì các em thêm cái danh từ đó vào thầy nha. À, bút chì không phải là bốn cái đúng không, có năm cái bút chì thì các em sẽ nói là hỏi how many pencils thì các em trả lời là five pencils. 1, 2, 3, 4, 5, 5 pencils. Tương tự những cái khác các em cũng luyện tập như vậy cho thầy nhé. Chuyển sang phần tiếp theo, thầy cho mình đi học về dạng số ít và số nhiều. Số ít thì chúng ta có ơ, tức là một cái, còn từ hai cái trở lên thì chúng ta không có ơ mà chúng ta sẽ có s. Để lấy ví dụ, a CD là một cái đĩa CD, còn có hai đĩa, ba đĩa, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đĩa trở lên thì chúng ta đọc là CDs, CDs. Đó. Tương tự, a video game, và video games, a cell phone, và cell phones, a computer, và computers. Đó, được chưa nào? Rồi, thầy cho mình chuyển sang phần luyện tập cấu trúc này. Có một cái hỏi cho một cái thì các em sẽ hỏi câu hỏi là what's this, đúng không, và chúng ta trả lời là it's. Is cụ thể ở bài này chúng ta nói là is cộng với một cái gì đó. Is a cell phone, đúng không? Tương tự, what's this, it's a computer. Đó. Number 3 nào. Thế từ hai cái trở lên thì chúng ta không hỏi câu hỏi what's this đúng không, mà chúng ta chuyển sang hỏi câu hỏi là what are these, và chúng ta trả lời là they. They. Ok, rồi. What are these? They cell phones. Đó. What are these? Now, what are these? They are CDs. Ok, tương tự con số 5. What are these? They're video games. Chưa? Đó, video games. Rồi. Thầy cho mình chuyển sang phần cái từ they. They là viết tắt của từ they are nha. Như chúng ta, người ta đọc viết như thế này thì chúng ta đọc là they, còn người ta viết như thế này thì các em đọc là they are. Rồi. Bây giờ thầy trò mình cũng đi luyện tập phần này nào. Nhớ là có một cái thì thầy trò mình hỏi là what's this, còn có từ và trả lời là is, còn có từ hai cái trở lên thì sẽ hỏi là what are these và trả lời là there. Giờ thầy trò mình cũng đi luyện tập nào. Number 1, what's this is a city, đúng không? Vì có một cái thôi mình phải hỏi câu này.
Bên này có hai cái, ba cái đúng không? Thì thầy trò mình lại phải hỏi câu hỏi là what are these, và trả lời là their pencil cases. Đây cũng có nhiều cái nên hỏi là what are these their pencils, đúng không? Rồi, đây có một cái thì phải hỏi là what's this, đúng không? What's this? It's a book. Đúng là tương tự. What are these their hands? Now, what's this? It's a bag. What's this? It's a cell phone. Có một cái thôi đúng không nào? Hai cái thì lại phải hỏi là what are these? Trả lời là their computers. What are these? Their video games. What are these? Có nhiều cái này. Trả lời là their notebooks. Cái cuối cùng. Đây các em có thể nhìn thấy là có nhiều cái bút màu, chúng ta có thể hỏi là what are these? Their crayons. Crayons. Từ chưa nào hiểu phần này rồi thì các em luyện tập quay video thầy phần này nhé. Chuyển thầy phần tiếp theo. Đó là chỉ vào một cái gì đó thì các em sẽ nói là point to the, cái vật đó. Point to the computer là chỉ vào cái máy tính. Point to the board là chỉ vào cái bảng, đúng không? Point to the laptop là chỉ vào cái laptop. Point to the computer chỉ vào cái máy tính. Find là tìm kiếm. Find the là tìm kiếm cái gì đó. Find the video games. Find the video games là em tìm kiếm những cái đĩa game. Như nào? Count là đếm. Count the là đếm cái gì đó. Count the video games, tức là đếm cái đĩa game này. Tương tự bên này cũng thế. Count the books là đếm những cuốn sách. Count, count the books. Rồi. Chuyển sang phần cuối cùng. Đó là nội dung về phần âm. Được chưa nào? Chúng ta đọc là âm này, chúng ta đọc là âm. Chúng trên này thì chúng ta có chữ cái letter D và letter T. Âm là âm D và âm T. Đó. Là thầy cho mình đi vào âm nhé, tập trung vào âm. Rồi. D. D. Desk. Desk. D. D. Duck. D. D. Door. À, thế còn âm tờ nào? Tiger, two, toys. Đó, để xem nào. Bài Choan này các em có thể đọc nhé, đọc theo thầy cô hướng dẫn ở trên lớp. Đó. The duck, the door, the tiger, the two, the duck, the door. Ducks and tigers at the door. Luyện tập thêm thầy. Và sang phần cuối cùng đó là at the toy store. At the toy store. Cửa hàng, ở tại cửa hàng đồ chơi đúng không nào? Look at the toys. Look at the toys. Nhìn những cái con đồ chơi. There, đúng không? Chúng là những con hổ. They're tigers. Đúng nào? How many ducks? Có bao nhiêu con vịt hỏi? How many ducks? Two ducks. Now, two ducks. Em, đó là toàn bộ nội dung bài học của tuần này. Các em ôn lại theo video thầy hướng dẫn và sau đó quay bài tập gửi trên nhóm để thầy cô nhận xét được chưa nào? Ok, goodbye.